Ây yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái kênh chơi game của mình nha. Trận đấu ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cầm cho mình cái con tướng Pen để đảm nhiệm cho mình là vị trí đi rừng. Và hôm nay chúng ta sẽ có được cho mình là cái sự khống chế đến từ vị trí của Alistair và cái sự bảo kê đến từ vị trí Ten. Không biết có thể nào làm được nhiều điều không đây. Vị trí AD team bạn là Celica đang lui về trong trụ rồi. Tuy nhiên là thành viên ở mid đang tấn công và mình đã có mặt ở đây để lấy đi mạng của điêu thuyền rồi. Chúng ta tiếp tục hành trình đi farm của mình và quay trở qua cánh rừng của phía bùa xanh của chúng ta. Và bây giờ đây, ba thành viên bạn đã có mặt ở đây và muốn cướp đi con bùa xanh của mình. Nhưng mà làm sao để cướp khi mà mình vẫn còn cái chừng trị. Và bọn chúng cũng đã ngã ngủ lui về. Mục tiêu đầu tiên quan trọng nhất của trận đấu đó chính là con rồng ánh sáng. Và mình đã có mặt sẵn ở đây và kiểm tra những cái bụi ở đây để tiến hành ăn luôn cái con rồng ánh sáng này cho team mình. Và thành viên team bạn sẽ không thể nào tới kịp để mà ngăn cản mình làm cái chuyện đó. Bây giờ thì mục tiêu đã được ăn mất rồi, còn cái thành viên team bạn thì có dám ra ngoài để cho mình giết không đây? Alistair đã chối được Alice rồi và mình đã có mặt ở đây để lấy đi cái mạng của cô ấy. Còn hai thành viên còn lại thì đã có thể kịp thời lui về trong trụ. Tuy nhiên thì Alistair đã có một cái lối di chuyển qua tự tin và không ngờ rằng điêu thuyền đã có thể núp sẵn ở trong cái đường về của anh ấy và gỡ lại được một mạng. Tuy nhiên thì về cái quá trình đi rừng của mình thì mình cũng đã bị flash cướp mất một con bùa xanh vì lúc đó cái trường trị của mình vẫn chưa kịp thời hồi phục và bọn chúng cũng đã có thể ăn được luôn cái con tà thần. Tuy nhiên thì mình cũng đã có mặt ở cái đường top này và lấy đi một cái lượng máu đáng kể của Veret. Tuy nhiên thì vẫn chưa đủ để có thể đột tử được cô ấy. Và bây giờ Flash đã có mặt ở đây và anh ấy đã sử dụng chiêu cuối rồi, nhưng mà mình cũng đã có thể quay ngược trở lại và dồn ra một cái combo và lấy đi cái mạng của Flash. Tuy nhiên là điêu thuyền nó cũng đã có mặt ở đây và nó bật lên chiêu cuối và mình cũng đã để mất cái mạng đầu tiên. Tuy nhiên bây giờ chỉ mới là phút thứ tư của trận đấu và mình vẫn đang trên cái hành trình trở thành một cái con quái vật và mình đã ăn được cho mình con bùa đỏ, phát hiện vị trí của các thành viên bạn và mình tiến hành bay chiêu cuối tới tấn công một người có điêu thuyền và lấy được cái mạng của nó rồi. Tiếp theo đó chính là vị trí Alice và mình đã có được cái sự phò tá đến từ Ten và Van Hen và mình có thể xả thêm một combo nữa, lấy luôn cái mạng của Veret và Ten nó cũng đã hạ được The Flash luôn rồi. Như vậy là bốn thành viên team bạn đã nằm xuống trong một cái tình huống combat vừa rồi và phần thưởng cho chúng ta đó chính là cái con rồng ánh sáng tiếp theo. Như vậy là chúng ta đã có thể kiểm soát được hai con rồng ánh sáng và phát hiện vị trí của AD team bạn lên quá cao. Mình đã chặn chiêu cuối ở phía sau lưng, sau đó bay chi một theo truy sát và dù Celica đã sử dụng ra cái tốc biến nhưng mà vẫn không đủ để có thể chạy thoát được. Mình sẽ đến để hỗ trợ anh chị mình tấn công vào vị trí của Veret và Veret cũng đã phải lên bảng điểm số sau 3 phát chém của mình. Tiếp theo là vị trí của điêu thuyền nhưng mà nó vẫn còn một cái khiên và nó đã đặt sẵn cái chiêu đóng băng ngay tại vị trí của nó khi nó đang đứng trong trụ và mình đã phải lên bảng điểm số thêm cái mạng số 2 do cái tật băng chủ không chịu bỏ. Bây giờ đã là phút thứ 6 của trận đấu rồi và cái thế trận của ván game này đang nghiêng về cho phía các thành viên đội xanh của chúng ta. Chúng ta đang hơn về số điểm hạ gục và số trụ và cả thế lính, khi mà thế lính ở cả ba đường của chúng ta đều đang tràn vào các cái chủ team bạn và kết quả là những cái chủ team bạn đang lần lượt mất đi. Các thành viên team bạn thì không thể nào làm được quá nhiều điều và bọn chúng chỉ có thể là co rút lại với nhau, nhưng mà bọn chúng cũng đã có thể lấy đi được mạng của hai thành viên team ta rồi. Bây giờ là lúc mà bọn chúng sẽ tự tin bước chân ra khỏi căn nhà yêu dấu của bọn chúng và đi săn lùng các thành viên đội xanh của chúng ta, hay chăng thì đó sẽ chính là ngày tàn của bọn
chúng, và mình đã ăn được con tà thần có được cho mình cái đại lộ Caesar dù cho cái mối nguy hiểm đó, và mình đã phát hiện vị trí của các thành viên team bạn đang tập trung rất đông ở mid. Ten đang mở combat tấn công vị trí của Vered và đẩy nó lại rồi. Aleister cũng đã chói nó Vered, nhưng mà mình đang nhắm tới cái vị trí chủ lực ở phía sau. Và như vậy cả ba thành viên của team bạn đều lên bảng điểm số, nhưng mình đang gặp một số vấn đề về việc sạc điện thoại của mình, nhưng cũng đã có thể hạ được ba thành viên team bạn và nằm xuống cái mạng thứ ba. Bây giờ là thời điểm chín mùi của vị tướng Pen này, và chúng ta đã có được cho mình 11 mạng. Các thành viên đội xanh của chúng ta thì đang là có được quá nhiều đồ do cái lượng mục tiêu mà chúng ta mang lại là quá nhiều. Và bây giờ đây chúng ta đang mang lại cho các thành viên đội xanh của mình thêm một cái con rồng ánh sáng nữa. Như vậy là gần như tất cả các mục tiêu trên bản đồ thì chúng ta đều nắm giữ hết. Như vậy thì chúng ta đang có mặt đây và tấn công vào vị trí của điêu thuyền và lấy đi được cái mạng của nó luôn rồi. Rất đơn giản. Và như vậy là Celica đã bật lên cái chiêu cuối rồi. Mình đã sẵn sàng bay vào và lấy đi cái mạng của nó, nhưng mà Murad đã có thể làm được điều đó trước mình, và mình sẽ tiến hành lấy đi cái trụ của team bạn và quay qua lấy luôn cái mạng của cái con nhỏ Aliku. Mình tạm lui về để đẩy luôn các đàn lính ở phía đường trên này vào và lấy luôn cho mình là ba đường lính siêu cấp trước khi mà team bạn nó kịp thời làm bất kỳ điều gì khác. Nhưng mà có vẻ như là trận đấu này nó sẽ kết thúc luôn ở đây rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và đăng ký kênh của mình trong thời gian vừa qua nha. Kênh của mình sắp được 1k người đăng ký rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo vào ngày mai. Bye bye.